mấy nay công việc khó khăn quá, không có tiền mua đồ ăn. Bà chỉ còn mỗi miếng bánh quy này nè. Đâu? Bây giờ cô ăn đỡ nha luôn. Cũng được, đưa đây. Thôi, cái này ăn được đau khô quá. Ăn đỡ chống đói đi con. Thôi mà cái này khô dữ lắm, coi chấm gì được nữa không? Chấm gì bây giờ? Chấm sữa đi. Trời đất ơi, ăn mà cũng đua đòi nữa hả luôn. Được rồi, để ba trét miếng sữa lên cho con nha. Ừ, trét nhiều nhiều lên. Đua đòi dữ vậy luôn. Không phải đua đòi mà để về ăn khô dữ lắm phải trét miếng sữa mới được. Đó, ăn ngon vậy không? Trét miếng sữa ăn nó ngọt ngọt ngay ngay vậy nó mới ngon. Còn nữa không? Yeah. Ê, đưa đây. Ê, sao không trát sữa vô? Vậy để gì ăn khô dữ lắm ăn được đâu. Thôi mày ăn đâu. Cứ ăn đi, tiết kiệm sữa đi chứ mày mày gì mà cũng trát vô còn gì đâu nữa mà ăn. Đã nói trát sữa đi chứ không hồi là tôi nhịn đói luôn á. Cuộc sống đã nghèo rồi mà mày ăn giống như quý sợ tộc vậy đó. Ai chịu nổi mày? Nè. Ăn. Thì lưu quý sợ tộc thiệt mà. Không thôi tôi nhịn đói luôn, đừng nuôi tôi nữa, tôi không thèm đâu. Đây là những miếng bánh cuối cùng ba dành cho mày nha. Kể từ ngày mai mày không còn ở đây nữa đâu. Chứ ở đâu? Nhảm. Tao đang nói thật chứ không phải nhảm nha. Nhảm quá. Không đi đâu á, hết ở Việt Nam à. Mày có biết bây giờ ở Việt Nam làm gì khó khăn lắm không? Nè ăn miếng nữa đi. Chấm miếng sữa đi mới ăn được. Để nhắc hoài, chán. Bà nói thật, bà gả con cho người nước ngoài rồi. Con chuẩn bị hành lý đi, ngày mai bắt đầu lên đường á. Nước ngoài là nước nào? Đài Loan được không? Trời ơi, bác con cưới vợ Đài Loan luôn hả? Thấy chứ Đài Loan nhiều tiền dữ lắm, mày yên tâm đi. Qua bển nuôi mày không, mày khỏi cần làm việc gì hết. Nhưng tự nhiên sao gả Đài Loan cho con rồi bắt con qua bển ở nữa? Là sao hả? Thì bà có quen với mấy anh chị bên Iceland Travel, họ môi giới giới thiệu cho ba thôi. Bởi nghi lắm, bình thường đâu có tốt chấm sữa vậy, chấm tương ớt không hà. Vừa mới đi làm về là nhìn thấy bực bội rồi. Chứ nào gây ra cái chiến trường này đây hả? Mày phải không lu? Biết gì đâu, không biết. Mày nhìn thẳng vô mặt tao nè. Mặt ông cũng có nhiêu đó, nhìn thẳng có khác gì đâu. Mày ngồi yên đó trả lời cho tôi biết, không có được lết nữa. Đâu có muốn lết đâu, đang ngứa đít muốn chết luôn hả? Tao nói chuyện là mày ngứa đít chứ gì? Đúng rồi, ngứa đít quá. Thôi mày đừng có đánh trong lãng nữa. Không lãng gì đâu, không lãng. Tao thì đi làm, nhà của mình mày à, đứa nào quậy banh cái bếp chứ của mày thôi chứ ai nữa. Trời ơi, nhà nhiều dáng, nhiều thằng lằn, nhiều kiến lắm, đâu phải của mình con ở đâu trời. Cái gì? Tụi nó có đủ lực để mà quậy banh cái bếp của tao hả? Trời ơi, vậy là ông coi thường tụi nó rồi. Như con dáng này nó có đủ lực làm cho một cô gái khoảng 50kg nhảy từ ở dưới đất lên cao chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi. Rồi con thằng lằn. Trời ơi, thấy thằng lằn nó nhỏ chứ một khi nó chết rồi cái mùi thối của nó có thể làm cho một người đàn ông nặng 70kg chạy 8 cây số luôn á. Nhiều con kiến. Con kiến nó nhỏ xíu vậy chứ nó có thể cắn con cò của thằng nhóc 3 tuổi, khóc chảy nước mắt luôn á. Rồi con chó. Con chó thì nó có thể quậy banh cái bếp trong vòng một buổi chiều thôi. Vậy buổi chiều ngày hôm nay có ai ở nhà? Chỉ có con chó, con gián, con kiến với con thằng lằn. Vậy thì hậu quả của cái bếp là con nào gây ra? Con chó với con nào trời? Con chó đúng rồi. Rồi con chó núp ở đâu rồi? Ai biết đâu, nãy là lo nói chuyện với ông không là tôi không biết nó núp đâu hết trơn á. Mày kêu nó thò đầu ra cho tao coi. Mày đâu rồi, thò ra cho ông thấy kìa luôn ơi. Tôi nè, ông có gì không? Biến ra khỏi nhà cho tao. Nhảy lên. Ngày mai bà phải tới Asian Travel để tham khảo mấy cái dịch vụ du lịch với di dân Đông Nam Á. Chắc sẽ đi mấy ngày lận á. Hai tụi con ở nhà là phải yêu thương lẫn nhau nghe chưa? Thằng Lu là không bao giờ được ăn hiếp con lớn nữa nghe chưa? Mày nhìn thấy cái mặt nó tội nghiệp không? Giống như có tao đây thì mày không ăn hiếp nó. Còn không có tao đây là mày thượng cẳng tay hạ cẳng chân đó phải không? Đúng rồi ba, ảnh ăn hiếp con nhiều lắm á ba. Rồi thấy chưa? Mày nghe con lớn nói gì không Lu? Bình thường nó rất yêu mày, nó che giấu mọi tội lỗi hành động của mày mà bây giờ nó chịu hết nổi rồi, nó khai luôn kìa thấy chưa? Trời ơi, ba đừng có nghe em lớn nói. Em lớn đang giận con mấy cái chuyện lặt vặt nên mới kiếm chuyện nói với ba như vậy thôi. Đừng có tin nó. Không phải như vậy thật không Lân? Con đang giận nó với chuyện lặt vặt phải không? Đúng không? Đúng, để con trả lời cho. Khỏi cần Lân. Tôi đang hỏi Lân chứ hỏi mày đâu, mày đè đầu cưới cổ nó vậy? Lu. Đó, thấy chưa? Anh ăn hiếp con ghê không? Trời ơi, không có đâu mà. Đã là vợ chồng thì phải biết yêu thương nhường nhịn lẫn nhau. Ở chút mày thượng cẳng tay hạ cẳng chân nữa là sao? Mày bỏ tay xuống coi. Con có thượng hạ gì Lân đâu trời. Tao là tao nói trước rồi đó. Tao biết mày ăn hiếp cái diện Lân là mày mệt chứ tao nghe luôn. Phải biết bảo vệ hy sinh cho con Lân chứ. Đàn ông mình phải vậy mới được chứ luôn. Biết rồi, nhớ rồi. Rồi sẵn chuyện này nói luôn. Hôm qua có mua mấy cục xí quách về ăn ống hết để tủ lạnh, đứa nào ăn mất tiêu rồi. Con Lân ăn hết. Trời đất ơi, tao vừa mới nói mày sao? Mày mới biết hy sinh bảo vệ cho con Lân. Mày gật cho đã, cuối cùng mày vẫn tố cáo nó là sao? Hả? Không, mấy chuyện này là không có bảo vệ được. Chuyện gì chuyện đó, bảo vệ hy sinh riết người ta chửi mình khùng á. Không có gì phải gọi là khùng hết. Nam tử hán đại trượng phu, bảo vệ người phụ nữ của mình có gì đâu mà mày phải sợ. Không phải là sợ mà tại hôm qua hai đứa ăn chung cái nồi xí quách của ba, nó dành nó ăn thịt hết trơn á, chừa con mấy cục xương, bực tới giờ luôn á. Thì có nghĩa là hai đứa bay cùng ăn. Ừ. Rồi sao mày đổ thừa cho nó không vậy? Hả? Mày có thấy nó đổ thừa gì lại cho mày không? Thì ai biểu nó ngu? Không phải nó ngu mà tại vì nó bị điếc, nó nghe mày nói, hiểu không? Hiểu. Hiểu thì phải yêu thương nó nghe không? Nghe. Thì bây giờ dụ xí quách phạt ai được đây? Nói lên đi. Mà tụi bay quá muốn làm gì làm đi. Vậy là xong rồi ha. Thôi đi coi phim mà. Phim gì? Tế công khỉ. Xin chào, ta là Tế Công Khỉ. Còn nếu muốn gọi ngắn gọn thì gọi là Khỉ Công. Tên là Công chứ người ta rất là thẳng. Không có bán xà bông đâu, mọi người đừng có nghĩ bậy bạ.